Công cụ nhóm công cụ cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là nhóm công cụ MajorOne và Quick Selection. Nhóm này thì chỉ có hai công cụ thôi, trong đó thì có một công cụ thuộc dạng cổ điển và một công cụ tương đối mới. Công cụ cổ điển là công cụ MajorOne và công cụ mới là công cụ Quick Selection. Gọi là mới nhưng mà nó cũng xuất hiện từ các cái phiên bản CS, khoảng độ phiên bản CS2 thì đấy, CS2 thì bắt đầu nó xuất hiện. Thì công cụ MajorOne và công cụ Quick Selection thì nó đều hoạt động theo một nguyên tắc khác, tức là tạo ra vùng chọn bằng cách là nhận diện màu. Với công cụ MajorOne thì nó hoạt động như sau: khi mà chúng ta nhấp chuột vào một cái điểm pixel nào đó, một điểm ảnh nào đó, thì nó sẽ đo nhanh cái giá trị màu tại cái điểm đó. Sau đó thì nó sẽ lấy cái điểm mà chúng ta nhấp chuột vào làm tâm điểm, nó phát triển ra bốn phương tám hướng từ cái pixel đó, và trên cái đường phát triển của nó gặp một cái pixel màu nào mà có giá trị giống như là cái pixel mẫu thì nó sẽ kết nạp cái pixel đó vào trong cái vùng chọn. Do đó thì chúng ta không thể xác định được trước là cái hình dáng và cái độ lớn của cái vùng chọn được tạo ra nó sẽ như thế nào. Ở đây thì chúng ta lưu ý tới một cái giá trị như thế này, đó là cái giá trị tolerance. Tolerance này là một cái giá trị mà nó xác nhận cái sự khác biệt có thể chấp nhận được khi mà lựa chọn vùng chọn. Thì giá trị tolerance nó sẽ dao động từ giá trị 1 cho tới 100. Nếu như bây giờ tôi để giá trị là 1 và tôi kích thử một cái vùng chọn như sau. Các bạn thấy là chẳng hạn như tôi chọn công cụ Machine One và tôi kích vào một điểm thì cái vùng chọn được tạo ra nó tương đối bé như thế này, nó chỉ gồm có 8 pixel thôi. Đấy. Vì sao? Vì là tolerance này nó quy định cái ngưỡng gọi là khác biệt được chấp nhận. Ví dụ như là chúng ta hiểu cái nào về tolerance. Tolerance là sự khác biệt. Ví dụ như là cái điểm mẫu có giá trị là A thì nó sẽ sáng hơn một mức và tối hơn một mức so với lại cái điểm đấy thì nó được coi là giống. Và như thế thì gần như là chúng ta thấy là nó phải là gần như là giống hết đấy thì nó mới được chấp nhận là giống nhau và nó được kết nạp vào trong vùng chọn. Thế nhưng nếu mà tôi tăng nó lên ở mức độ lớn hơn chẳng hạn, tăng lên 10 chẳng hạn, và tôi vẫn kích vào khu vực đó, thì đây kết quả tôi tạo được vùng chọn lớn hơn rất là nhiều và hình hài thì nó không không thể xác định được. Nếu vẫn như thế tôi tăng lên thành 30 chẳng hạn, vẫn cái quãng đấy tôi kích vào thì tôi lại lấy được một vùng chọn lớn hơn. Và chúng ta cũng sẽ thấy rằng là trong cái sắc vàng tổng quan như thế này thì nó chấp nhận những cái giá trị vàng sáng hơn, vàng tối hơn, vàng ngà xanh, vàng ngà nâu, là nó cũng có những sự khác biệt. Thế và càng tăng lên thì cái độ rộng của màu càng lớn. Và nếu như mà tôi tăng lên đến 100 thì các bạn thấy rằng là gần như là chỉ một kích chuột tôi gần như là tôi chọn được toàn bộ cái quả dưa này với những cái sắc thái vàng khác nhau. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta cũng thấy một cái điều là hơi lạ, là nếu mà chúng ta cứ gọi là chọn theo giá trị màu thì trong cái bức hình này của chúng ta có rất nhiều cái khu vực màu vàng, không chỉ riêng quả dưa, đúng không? Quả dưa vàng này, quả lê này vàng này, rồi cái nền của cái chỗ chứa cái nấm củ này cũng vàng. Và thực ra thì trong tất cả những cái hình ảnh này, cái nào nó cũng có một tỷ lệ vàng nhất định cả. Tại sao nó lại chỉ lấy ở trong phạm vi quả dưa? Thì chúng ta cũng xác nhận luôn là cái công cụ tạo vùng chọn thường là để giúp chúng ta bao lấy, chọn lấy một đối tượng nào đó trong số các đối tượng ở trong bức ảnh. Và cái việc mà chọn lựa như thế này thì chúng ta sẽ chọn gì đấy, chọn cho tới khi nào mà lấy được cái đường biên của đối tượng thì thôi. Đó. Và nó xác nhận rằng là khi mà gặp phải một cái đường biên kéo dài khác màu thì đấy chính là biên của đối tượng rồi, và nó sẽ dừng ở đấy, nó sẽ không phát triển ra thêm nữa. Chứ còn nếu mà chúng ta bỏ cái giá trị contiguous này, tức là khi nào mà gặp phải đường biên khác màu nó kệ sát, nó vẫn cứ lấy miễn là cái giá trị màu nằm trong ngưỡng, thì đây kết quả
các bạn sẽ thấy rằng là ngoài việc lấy toàn bộ quả dưa thì những cái chỗ nào có tỷ lệ vàng nó cũng sẽ lấy hết. Và chúng ta thấy là nuôi cũng lấy, miếng thịt trong này chỗ nào có sắc vàng nhiều cũng lấy, quả này lấy, quả này lấy, tùng lum hết cả. Đấy. Thế thì hai cái giá trị mà quan trọng nhất khi chúng ta làm việc là chúng ta để ý, đó là cái tolerance này là bao nhiêu và có đánh dấu contiguous này không. Đấy. Tolerance thì nó sẽ quy định là gì đây, giống đến đâu thì được phép vào hội, giống như là một thì bảo là à anh em cùng cha cùng mẹ thì lúc đấy mới được vào nhóm với nhau, còn khác là thôi miễn. Đó. Lên đến 10 thì giống như là con chú con bác, à có dính dáng hoặc hàng gần được phép vào hội với nhau. Đó. Tăng lên nữa thì gọi là gì, trên làng trên xóm dưới, tăng lên nữa thì coi như là trong một tỉnh, một thành với nhau, tăng lên cao nữa thì trong một quốc gia, tăng lên cao nữa thì trong cùng một châu lục, đại loại là như thế. Nếu mà để 100 thì giống như là cái cảnh là chúng ta ra đường cứ thấy thằng nào da vàng tóc đen cùng là người châu Á, không cần phân biệt mày là Hàn hay là mày là Nhật hay mày là Tàu hay Việt Nam, miễn là da vàng tóc đen thì coi như cùng có giống. Đấy, ví dụ như thế. Thế còn cái contiguous này thì nó quy định là về giống như là một quốc gia ấy. Đấy, ví dụ như là đến đây gặp phải được biên giới thì thôi dừng, không không người nữa. Giống như là bây giờ mà Hoa Quả Tiên Phong kiểu gì cũng là chỉ được phép là gì đây, quốc tịch nữ này, bao nhiêu tuổi thế này, và điều quan trọng nhất là gì, đang sống làm việc ở gì đây, ở Việt Nam, nó có quốc tịch Việt Nam, đang sống làm việc ở Việt Nam thôi. Còn ví dụ Hoa hậu Việt Nam Hoàn Vũ hay là quốc tế ABC gì đấy thì cứ miễn là có dính dáng với cái chất Việt Nam, thế còn ở Mỹ cũng được, ở Nga cũng được, ở Nhật cũng được, thì đều có thể là tham dự cuộc thi đó. Thì cái tolerance thì nó xác định là cái sự giống nhau đến đâu. Thế còn contiguous này thì có giới hạn về mặt địa lý hay không, giới hạn về mặt khu vực hay không. Đấy, thế nhưng mà về mặt nguyên tắc thì nên điều chỉnh tolerance để cho phù hợp với lại cái quy định và cái mức độ mà lựa chọn của mình. Thế còn cái contiguous này thì là nên để, tại vì là mục tiêu của chúng ta thường là để chọn gì đấy ạ, để chọn một cái để chúng ta chọn một cái đối tượng nào đó. Đó, thế và khi mà chọn được đến biên thì thôi dừng lại là chuẩn. Chứ còn nếu mà chúng ta chọn bậy theo cái kiểu gọi là bỏ cái contiguous đi thì chỗ nào cũng chọn cả thì rất là khó để mà quản lý, trừ phi chúng ta có một ý định, chúng ta có một cái ý đồ gì đó rất rõ ràng để chỉnh sửa toàn bộ cái giá trị màu nó trên bức ảnh thì lúc ấy chúng ta mới dùng. Nhưng mà khi mà chọn sửa như thế thì chúng ta sẽ có nhiều lệnh khác tốt hơn là tạo ra vùng chọn, cho nên là tốt nhất là nên luôn luôn tôn trọng để cái contiguous này và chỉ ra giảm cái giá trị tolerance. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có một cái gọi là sample size, thì nó sẽ có một vài cái tùy chọn khác nhau như thế này. Mặc định thì nó để ở point sample, có nghĩa là nó chỉ lấy giá trị của một pixel duy nhất tại cái điểm mà chúng ta kích chuột thôi. Tuy nhiên là ở đây nó còn có một vài cái tùy chọn nữa là 3 x 3, đúng không, 5 x 5, 11 x 11, vân vân, thì lúc đấy nó lại lấy theo một cái giá trị mang tính trung bình cao hơn. Ví dụ như là tôi để 3 x 3 thì nó sẽ lại lấy ở một cái phạm vi là 9 ô pixel tại cái vị trí mà tôi kích chuột đấy, và nó tính trung bình cộng các giá trị nằm ở trong khu vực đó là bao nhiêu thì nó sẽ phát triển, nó lấy ở trong cái phạm vi đó. Thì cái point sample nó sẽ có một cái sự lựa chọn nó chính xác hơn, chứ còn cái những cái chế độ mà lấy lớn hơn thì nó sẽ rất là rộng, nhưng mà vì thế thì màu nó cũng sẽ lạc đi rất là nhiều. Thế đấy là cái thao tác mà chọn bằng công cụ Magic Wand, và tất nhiên là giữ shift, giữ alt vân vân để mà thu hẹp hay là mở rộng các vùng chọn ra, thì nó cũng giống như các công cụ phía trên thôi. Thế còn giới thiệu tiếp đến công cụ thứ hai ở trong nhóm, thì chúng ta có một cái công cụ gọi là công cụ Quick Selection. Về mặt bản chất thì cái công cụ này nó cũng vẫn chọn bằng giá trị màu, tuy nhiên thì nó không lấy theo một giá trị màu duy nhất. Về cái Magic Wand thì
nó có thể là chấp nhận những độ sai số về màu rất là lớn, tuy nhiên tông nào vẫn là tông đấy. Ví dụ không có chuyện là bây giờ tôi bấm vào cái màu vàng mà nó lại lấy cả một cái khu vực là màu màu nâu hay là màu xanh chẳng hạn, thì không có, tông chủ đạo vẫn phải là tông vàng đấy. Thế nhưng mà cái thằng quick selection thì nó sẽ lấy theo cái giá trị trung bình cộng, chứ nó lại không lấy theo giá trị một cái màu làm chủ đạo. Ví dụ đây các bạn quan sát ở trong cái hình cải của cái đỏ này chẳng hạn, thì chúng ta thấy là lá thì xanh này, đó, củ thì đỏ này, cái dây buộc thì là tím này, tức là sẽ có đến ba cái khu vực màu tương đối khác nhau về màu. Tuy nhiên là tôi có thể sử dụng cái quick selection này để tôi chọn nó. Đây các bạn quan sát cách chọn, thao tác thì như sau, tôi chỉ việc là bấm vào đây thì nó sẽ chọn hết tất cả cái khu vực mà mang tính trung bình cộng của cái màu xanh này. Nhưng nếu như mà bây giờ tôi lại bấm tiếp sang đến khu vực đỏ, nó lại tính toán tiếp là nó lấy hết khu vực đỏ, nhưng trong đó thì nó lại tự động cộng luôn, à giữa cái giá trị trung bình cộng của cái thằng sắc đỏ này với cái giá trị này thì cái thằng tím tím này nó nằm ở trong ngưỡng có thể chấp nhận giữa hai thằng đấy, nó trộn là nó lấy luôn và nó lấy cả ba sắc độ chứ không phải là một cái màu xanh duy nhất hay là một màu đỏ duy nhất. Thì như vậy là cái cách chọn này nó là một cách chọn vẫn theo giá trị màu, nhưng nó linh hoạt, nó không chấp nhất vào một cái màu duy nhất mà nó tính theo cái giá trị trung bình cộng có thể chấp nhận được, là nó sẽ kết hợp vào với nhau. Hay là đây chúng ta xem lại một cái dạng như thế này, ví dụ như là Magic One, tôi bấm vào đây thì nó sẽ chỉ lấy ở trong cái phạm vi là gì đấy, vàng đấy, vàng kiểu gì thì vàng nó cũng chỉ lấy ở trong cái phạm vi vàng thôi. Nhưng mà đối với thằng Quick Selection đây nhá, bấm vào một cái nó lấy trong khu vực vàng, bấm vào đây một cái nó lấy trong khu vực trắng, nhưng nếu mà tôi bấm vào đây nửa vàng nửa trắng thì nó lại cũng lấy cả nửa vàng nửa trắng, và đồng thời nó tự động nó nối luôn vào với cái thằng trắng đã lấy ở ngoài kia, tức là nó thấy là cái giá trị trung bình cộng có thể chấp nhận được là nó tự nối vào đấy. Thì cái điểm khác biệt giữa cái Magic One và cái Quick Selection cùng là theo giá trị màu, nhưng mà một cái là thuần theo một cái màu được chỉ định và một cái là chấp nhận những cái màu mà mang tính trung bình cộng trong cái phạm vi mà chúng ta di chuyển. Thao tác thì thằng nào cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng của nó, và việc mà kết hợp được giữa các cái công cụ với nhau để làm sao mà lấy được những cái thế mạnh nhất của công cụ nọ kết hợp với công cụ kia thì nó sẽ làm tăng cái sức mạnh của các cái công cụ này lên.